Vâng, xin chào tất cả các bác cộng anh em ở mọi miền Tổ quốc đang truy cập vào kênh của Minh Chiến Âm Thanh Bái Bình Định. Thì mọi chi tiết mua hàng anh em liên hệ vào hai số điện thoại phía trên màn hình và anh em ấn vào nút đăng ký để theo dõi và chọn mua cho mình một trong những sản phẩm mà em đăng tải đây hàng ngày. Thì đây là một con đờn nông có mã là 2004 la mã. Dòng này là dòng lớn nhất của đời 2000 nha các bác. Rất là mới luôn nha. Con này mạch mũi không một tì vết nào luôn, rất là mới, nóc niếc rồi rất là đẹp nha. Con này thì em quay sản phẩm mà gửi cho anh Thắng ở Đông Anh, Hà Nội. Đây, hay là phần phía sau của sản phẩm có mã seri là 8340. Con này thì tích hợp cho anh em nó ra công suất có bờ rễ út này, ra công suất làm bao vân vân, có thể đánh bi quay đánh 4 tới 16 ôm không kén lo nào. Bây giờ em sẽ dừng và que ruột gan cho anh em cùng xem nha. Và anh em nhớ đăng ký cũng như ủng hộ bên em. Đây là sản phẩm của anh Thắng ở Hà Nội nha. Đây, đây là phần ruột gan của sản phẩm. Đó là đền nông 2004 la mã. Đây, xin mời bác chủ là anh Thắng vào xem ruột gan của sản phẩm của mình. Con này chữ hai tân phô. Nguồn vàng mà anh em thường gọi là nguồn vàng nó thế này này, rất là đẹp nha. Hai con tổ lập nguồn rất là to, có khoảng đờ năm luôn nha. Đấy, khoảng luôn đấy, mặt rất là đẹp. Con này còn cái đấy. Đây, quay xong em sẽ test cho các bác cùng nghe luôn. Tất cả là em đã kiểm tra là nguyên zin và rất là mới. Đấy. Con này thì nó cực kỳ gấu luôn. Anh em mà đánh những cặp loa Bô, BVK, Tăng Noi thì những cái con amply này nó căng rất là hay nha. Đặc biệt là đánh BVK và những cặp loa Bô như là 701, 601 vân vân, đánh rất là nhiều loa. Nó không đánh loa cổ được nha các bác, đánh loa cổ thì thấy mắc cừ đó. Nó đánh loa high end như Bô, BVK vân vân. Đời mới rất là hay. Rồi, anh em mình chờ xí, em sẽ test cho các bác nghe nha. Vâng, và sau đây mời anh em cùng nghe lên nguồn. Thì bóng đèn nó tối thì què nó hơi cứ sao sao. Ngoài trời nó mưa âm u á, nhưng không có đêm đâu nó què cho các bác được. Này. Ba lăng nha các bác. Bên này. Hay là nhớ này. Ra đầu ngõ dần dần nhìn thương nhớ sáng xinh xinh một người được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quen em mới cho mình biết tên cuộc đời chính còn liễu mong manh làm sao bước sang thành anh chị em ngại gió lay lộ tầm xuân vừa hè chiều nào khi về bên ngang căn nhà màu tím biết em đang chờ đây là cái cổng chuyển kênh. Thì con này thì nó rất là dễ sử dụng nha. Thì anh em nào mới chơi cũng rất là dễ sử dụng, nó không khó như những cái âm ly server cổ những hãng như là Samsung vân rất là nhiều. Thì xem video này em sẽ vệ sinh cái mạch cho nó sạch sẽ, tại con này vừa về thôi, chưa kịp nói chung là chưa kịp giới thiệu cho các bác thì cũng có bác hỏi là em báo luôn và giờ em vệ sinh và cũng như là đóng hàng gửi đi cho bác trong chiều nay. Rồi, cảm ơn anh em đã dành chút thời gian xem video. Thân ái xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp. Thì mọi chi tiết mua hàng anh em nhớ liên hệ vào hai số điện thoại phía trên màn hình.